High liver enzyme. What does it mean? This is your liver, like this. This is your liver, and your liver have cells. Your liver have cells, okay? And when you have this problem, high liver enzyme, it means the cell of your liver start to die. The cell of your liver, start to die. Okay? And then when the cell of your liver start to die or damage like that, so damage, and then we have the problem of high liver enzyme. Đúng nhỉ? Ok. Ok thế nghe. Vậy thì high liver enzyme có nghĩa là khi mà những cái tế bào trong cái lá gan của bạn nó dần chết đi, không được hoạt động được nữa, thì đấy gọi là liver enzyme, kiểu bị viêm gan á. Yeah.